Hello, đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một siêu phẩm bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 bằng gỗ hương đá. Và cái mẫu này là mẫu chúng tôi có cải tiến một chút về kích thước cũng như là về mẫu mã năm 2022. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ công khai báo giá chi tiết bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 12 gồm có 6 món hàng siêu VIP giá bình dân này. Vâng, ok, thời hiện xong rồi. Ok. Vâng, sau đây Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách về đường nét chi tiết và kiểu dáng và mẫu mã và hình thức. Thứ nhất là về dáng hàng siêu đỉnh cao này với giá rất chi bình dân, được đục chạm thủ công bằng tay. Các tầng trên chúng tôi là đục thủ công bằng tay, siêu VIP luôn, đục cực kỹ luôn. Đấy, giá rất chi là bình dân thì mong quý khách hàng hãy bớt ra được khoảng vài phút để theo dõi hết video clip này. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cái bộ bàn ghế này để quý khách hàng thấy được. Và sau đây Thành Luân sẽ nhờ anh khách hàng nhờ anh thợ của Thành Luân chúng tôi cho anh cái xe ra kéo cái ghế này ra ngoài hiện đây. Kéo cái ghế xoay mặt ra ngoài. Vâng, đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 12 chân 14. Cột 12 chân 14 hàng đục tay thủ công. Đây cho áp tường vào lưng. Đây là phía sau của bộ ghế này. Phía sau bộ ghế này chúng tôi là vừa phun nước vào để cho nó nổi màu khi chúng ta hoàn thiện lên thì màu gỗ nó cũng như thế này. Đây, chúng tôi sẽ nhờ anh thợ của chúng tôi quay lưng ra ngoài, quay mặt ra ngoài để chúng ta nhìn chiêm ngưỡng cái dáng của cái ghế này trước. Chiêm ngưỡng của cái dáng ghế là chúng tôi đứng từ xa. Đấy, dáng ghế Nghê Bảo Đỉnh của Thành Luân chúng tôi này. Nó quá đẹp không quý khách, nó quá đẹp và quá đỉnh cao và quá đẳng cấp. Đấy, bộ này nó có một cái khác biệt so với các bộ trước của chúng tôi giới thiệu. Đấy, bộ này cái mặt bàn này chúng tôi làm rất chi là to và cái dáng mặt bàn chúng tôi đục ở cong, đấy, dạ yếm cong. Và đặc biệt hơn nữa là cái bàn này chúng tôi làm chân vuông 16 phân. Đấy, bàn chân vuông 16 luôn phân luôn. Đấy, và mặt bàn liền tấm dày 2 phân đục tích tứ linh long ly quy phượng, khuôn mặt 4 phân liền tấm luôn. Riêng cái chân bàn này là 14 phân. À xin lỗi, là 16 phân, chân bàn to vuông 16 phân. Đó, chúng ta sẽ cùng đi đường nét chi tiết của chiếc ghế đơn trước này. Đây, về đường nét thì quý khách hãy xem chi tiết. Đấy, cái nét đục của Thành Luân chúng tôi nó khác biệt so với cái hàng thông thường trên thị trường hay không. Đấy, cái nét đục nó khác biệt hoàn toàn. Đấy, bộ này Thành Luân chúng tôi bán giá 115 triệu. 115 triệu đồng. Đấy, tay nghe này là liền khối này, đục thủ công bằng tay này. Đấy, tay nghe đục bằng tay này. Đấy, tay nghe đục thủ công rất kỹ luôn. Đấy, đục rất kỹ luôn, chân vuông 14 phân. Đấy, hàng không tì vết. Và bộ này là cái tay luôn làm sẽ cái vén cong này nó cong hơn cái bộ năm ngoái 2021 chúng tôi giới thiệu. Đấy, 2022 chúng tôi cải tiến thêm một chút và cái tay này luôn sẽ làm cong hơn, dáng cong hơn. Và cái phần trường này đục rất kỹ, vách tượng đục rất kỹ luôn. Đấy, vách tượng này đục rất kỹ luôn, đục chạm là bốn mặt, mặt trước mặt sau đều đục hết. Đục cực kỹ luôn, mặt sau đục như mặt trước luôn. Tiếp theo chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài đây, cái tay này chúng tôi cũng làm rất chi là cong. Đó, nó cong hơn thông thường. Cái cột và cái tay này cũng đục thủ công bằng tay này. Quý khách nhìn đây, nét đục nó rất chi là chi tiết và rất kỹ luôn. Đó, tiếp theo là phần trương này cũng đục thủ công này, đục rất kỹ luôn này, đục tay thủ công này 100% này. Cái phần trương này và phần vách tượng chúng tôi đục thủ công bằng tay. Đấy, mọi người hãy theo dõi hết cái video clip này chúng tôi giới thiệu chi tiết. Đây, chú Nghê này có thần thái, nó quá đẹp này, thần thái. Cái lước đục của Thành Luân chúng tôi là đục rất kỹ luôn, với giá là 115 triệu đồng quý khách là sở hữu ngay cái siêu phẩm này. 115 triệu đồng quý khách sở hữu ngay cái siêu phẩm này. Vách tựa này đục rất kỹ luôn. Ở buồng giữa này chúng tôi là đục tứ linh long ly quy phụng, và ở bên hai bên cạnh là hai con phượng trầu. Đấy, này đục rất kỹ luôn vách tựa này. Đấy, các bác có thể thấy đây, bộ này là vách tựa chúng tôi không làm liền khối nhá, không làm liền mà long khung. Đấy, long khung để cho nó cái độ co ngót nó sẽ ít hơn so với là vách tựa liền khối. Vách tựa liền khối thì nó sẽ bị co ngót, nó hơi bị nhiều. Đấy, này các bác có thể thấy đây, bộ này với giá là 115 triệu đồng, các bác hãy liên hệ ngay với Thành Luân chúng tôi. Đấy, vào hai số điện thoại đây, hai số điện thoại 0967 110389 và 0972 770888.
nếu trong cái thời gian mà cái khách xem hàng này mà không đọc tên được cái bộ ghế Nghe Bảo Đỉnh giá 115 triệu đồng ấy lên thì hãy kết bạn Zalo và hai số điện thoại của chúng tôi và gửi cái hình ảnh, gửi cái video này. Đấy, thì chúng tôi sẽ tư vấn của khách hàng kỹ hơn và sâu hơn. Đây, toàn bộ đục tay. Đây là cái lúc mà chúng tôi chưa phun nước vào thì nó sẽ sáng sáng như này. Đấy, còn khi phun nước vào thì nó sẽ màu nó gỗ rất chìa đẹp. Đây, đục rất kỹ luôn, đục thủ công hết. Sản phẩm này của Thành Luân chúng tôi là đục thủ công một tay hết. Bác đấy đây, tay rất chi là cong, tay rất chi là cong và hàng tay không tim không tâm gì cả, tay là ngay hết, tay hộp. Quý khách đang xem video này chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 và 0972770888. Đấy, kết bạn Zalo chúng tôi để chúng tôi cho cái giá tốt hơn, giá 115 triệu. Đấy, hãy gọi điện trực tiếp Thành Luân chúng tôi, chúng tôi sẽ có giá tốt hơn khi các bạn kết bạn Zalo Thành Luân chúng tôi. Đây, siêu phẩm này, dáng ghế này, bác thấy dáng ghế này nó có đẹp không, có đỉnh cao không, nó có đẳng cấp không. Đấy, và giá rất chi là bình dân. Đấy, riêng cái bàn thì rất to, bàn chân vuông 16 phân luôn, bàn chân vuông 16. Đấy, còn ghế và đoạn này cột 12 chân 14. Đấy, đục tứ diện nha, đục bốn mặt, đục bốn mặt. Đấy, chúng tôi bộ này chúng tôi quay rất chi tiết, quay rất kỹ. Đây, phía sau đây, phía hậu này của bộ ghế đây. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ đỉnh cao và đẳng cấp. Vâng, thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và Thành Luân xin được tạm dừng cái video clip này tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.